Quý thầy cho con hỏi về nghiệp báo. Người lờ có giấu giếm người nờ, làm người nờ quằn quại đau khổ về mặt tình cảm. Có người thứ ba liền ngay sau khi chia tay. Nhưng người lờ không có tác ý, không cố tình, không muốn người khác đau khổ. Vì người lờ không biết hậu quả lại khó lường như vậy. Vậy thưa quý sư, người lờ hành động bất cẩn của mình không có tác ý làm người khác đau khổ, nhưng vô tình gây ra đau khổ cho người khác, làm người nào phải tự hủy hoại bản thân, thì người là có thọ quả báo không? Nếu có, thọ quả báo gì? Có thể xây dựng hạnh phúc mới trên sự đau khổ của người khác không? Lúc yêu thì người là có hứa hẹn rất nhiều với người nào, nhưng không thực hiện thì có bị quả báo gì không? Trong khi yêu, mặc dù chưa có quan hệ thể xác nhưng luôn gọi xưng là chồng vợ, thì có gọi là qua một đời vợ chồng không? Nếu như mà quý vị xem cái câu đặt cái tiêu đề cho cái câu hỏi này của sư á, thì quý vị sẽ thấy đó là cái gì? Đừng có bắt người khác phải chịu hậu quả cho cái quyết định của mình nha. Đừng có bắt người khác phải chịu tội cho quyết định của mình. Nó giống như bây giờ một cái cô nào đó mà nói thôi bây giờ tôi sư thương sư Tuệ Tường quá, hoặc là thương sư Hạnh Tuệ quá, bây giờ sư mà không hoàn tục lấy tôi là tôi nhảy lầu tôi tự tử cho mà coi. Thì bây giờ quý vị quyết định như thế nào? Theo quý vị thì sư Tuệ Tường có nên hoàn tục không, là sư Hạnh Tuệ có nên vì cái lòng đại bi vô lượng cứu người để mà hoàn tục lấy cổ không? Tại ông lấy là cổ nhảy lầu sao đó. Thì nếu mà quý vị hỏi sư, không biết sư Tuệ Tường sao nha, nhưng mà hỏi sư á thì sư sẽ nói là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình có nghiệp của mình, mà họ có nghiệp của họ, đừng có bắt tôi chịu trách nhiệm giùm cho quyết định của quý vị nghe. Không lẽ bây giờ tôi đi tu và một đống cô đòi nhảy lầu rồi tôi phải hoàn tục để tôi cưới họ hay sao? Đó thì cái sự kiện này nó cũng vậy thôi. Mình thấy người ta chia tay rồi thì xong chuyện rồi, có nghĩa là chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Chúng ta không có cộng nghiệp, không có dính dáng gì tới nhau nữa, thì đừng có bắt người khác phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ha. Thì đó là câu trả lời của sư, và như vậy thì nó giải tỏa tất cả các vấn đề. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, ai làm gì thì tự người đó chịu nghiệp, đừng bắt người khác phải chịu giúp, chỉ đơn giản vậy thôi ha. Còn cái chuyện mà hứa hẹn á thì nó sẽ có một cái quả báo, là đời sau thì mình dễ thất bại. Thí dụ như mình làm cái gì đó thì mình có thể thất bại, thì đó là cái quả báo của cái việc hứa mà không giữ lời. Hú hồn sẽ không có hứa với cô nào hết trơn á. Trong khi yêu, mặc dù chưa có quan hệ thể xác nhưng luôn xưng chồng gọi vợ, thì cái chuyện đó là cái định đặt của thế gian ha. Còn quý vị nói thì nó thú vị như thế này nè, nó thú vị như thế này là ở trong tạng luật á, nhắc tự nhiên bây giờ suy nghĩ tới, ở trong tạng luật có nói tới rất là nhiều cái hạng mà hạng vợ. Thì có những cái thể loại vợ á, là mình bắt về thì họ cũng sẽ làm vợ của mình. Tuy nhiên á, thì chúng ta còn cần phải xem xét cái pháp luật sở tại, tức là pháp luật sở tại đó là đã coi như đây là vợ chồng hay chưa, hay chỉ này nó xưng hô chơi với nhau cho vui ha, thì nó còn liên quan đến pháp luật sở tại nữa. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì đó. Giờ thí dụ như có ông cô đó, cô nói giờ Đại Đức mà không hoàn tục là cô nhảy lầu cho coi. Thầy kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị,
Cái quan điểm thú thật nha, không phải Đức Hạnh Tuệ nói về sư nói hùa theo, nhưng mà thật sự cái quan điểm của sư cũng hoàn toàn đồng ý, cũng giống như Đức Hạnh Tuệ thôi. Riêng về cái quan điểm mà Đức Hạnh Tuệ đưa ra cái ví dụ như vậy thôi, việc đúng là mỗi chúng sanh đều nó thẳng ra, mỗi chúng sanh là gọi là buộc phải sử dụng tới buộc phải, buộc từ có trách nhiệm với cái nghiệp của mình, phải có cái trách nhiệm, có cái tự mà bản thân mình phải có trách nhiệm với cái chuyện sinh tử của mình, chứ bản thân mình không có đưa cái chuyện mà hạnh phúc hay đau khổ thế gian rồi cái cuộc sinh tử của mình vào một tay ai chứ mà đưa cũng không được, nên mình phải tự ý thức. À, muốn tự ý thức được á, muốn tự ý thức được, hiểu rõ được đúng đúng như là Phật dạy á, thì mình phải có cái pháp học pháp hành. Thưa quý vị, thì mình trong cuộc sống mình á, mình sẽ đưa ra những cái quyết định gọi là đúng đắn theo đúng lời Phật dạy nha. Còn không á, là mình sống theo cái bản năng, đa phần bản năng, mà sống theo bản năng thưa quý vị biết á, thì nó xuôi theo luân hồi, mà xuôi luân hồi thì là chỉ là khổ đế thôi. Chỉ nằm trong khổ đế thôi, là khổ khổ hoài khổ hành khổ thôi. Khi mà đọc qua câu hỏi này thưa quý vị, ở đây á thì sư cũng nhắc lại cái vị này nha. Ở đây mình hỏi cái này, hỏi mình hỏi nó dữ dữ quá, cũng tội nghiệp cho vị những vị các thưa vị. Có quý vị mà có đặt câu hỏi, mình cũng có thể hiện cái lòng thương tưởng, cái lòng bi mẫn chứ có tâm từ với đối với những vị khác giúp sư nha. Mặc dù sư Hạnh Tuệ có nhắc rồi rất nhiều, nhắc rất nhiều lần rồi, nhưng mà thôi bây giờ hôm nay sư nhắc lại, có nghĩa là mình hỏi câu hỏi nào đó, tuy là vấn đề phức tạp nhưng mà mình cố gắng mình tư duy á, mình sao mình cô đọng nhất là cái vấn đề chính á, mình hỏi để cho nó thứ nhất là nó quý sư á, nó dễ nắm bắt được và trả lời quý vị á, nó rõ ràng mạch lạc, quý vị dễ nắm bắt. Ở đây quý vị hỏi về nghiệp báo là một câu nè, mà trong đây thì tổng cộng đến bốn câu gì đó, bốn câu như vậy á. Nhưng mà thật sự á, nghe có vẻ là chân đây là tổng cộng là bốn câu, nhưng mà thật sự á, khi mà sư đọc cái dòng này nè, sư đọc cái dòng này thôi, nhưng mà sư đã thấy cái dòng nội, cái dòng đầu nè, cái quý vị ghi á, cái người này nè, cái người mà ban đầu này đã không hiểu nó, cho nên là cái dòng đầu này nó đã hủy diệt bốn câu hỏi này rồi. Tại sao cho nó hủy diệt bốn câu hỏi này? Tại vì bốn gì cái người hỏi á, họ không thực sự hiểu được cái nhân quả và cái hành động thiện bất thiện mình làm. Để sư phân tích cho quý vị nghe nghe nha. Người là có giấu giếm người ăn nờ, giấu giếm nào? Ủa, vậy cái tâm giấu giếm này mình phải tâm gì? Có phải cái hành động này nên ban đầu nó đã có cái sự mà gọi là cái giả dối hay là cái sự lừa dối đeo đó, giấu giếm người ăn nờ, làm người ăn nờ này quằn quại đau khổ tình cảm, rồi á, lại nói là cái vế trước là nói là có giấu giếm, rồi với sau á, thì lại nói là người ăn lờ này là không có tác ý, không cố tình. Cái này cũng giống như việc mà gọi là tôi nói dối, nhưng mà tôi nói dối này là tốt cho người ta, quý vị hiểu không? Tôi nói dối cái điều nói dối của tôi á, nghe mình ngộ nhận á, tôi nói dối này là điều này là tốt cho người ta chứ không có làm tổn thương người ta, như vậy không phải nói dối, quý vị hiểu không? Cho nên là cái hai cái vế đầu này nó đã mâu thuẫn nhau nè, cái vế trước nó đã đáp với sao rồi đó, nói là không, nó có nói là ở trên là nó có dấu diếm, ở dưới là nói là không có tác ý, mà gọi là ở đây cái từ tác ý này cũng sai nữa, tôi nói thiệt. Cái tác ý là cái mà cái trong tâm, cái tâm sở là tâm sở, nếu mà tác ý là maná thưa vị, còn cái chê tá na này là đây nó là tư nè, tư đây là còn gọi là cố ý thưa vị, mà chê tá na này là sư nói thêm cho quý vị biết nha, nó là thuộc biến hành, cái nó đi khắp tâm, cho nên mình nói là không có cái cố ý này là nó lại không đúng. Quan trọng cái sự cố ý đó là nó có nhiều không thôi à, nó có đủ để đủ năng lực để nó tạo nghiệp hay không, tại vì vốn dĩ Đức Phật nói mà là tư tác ý là nghiệp. Mình không hiểu cho mình nghĩ là cái này, này này là không có tác ý là không có là nghiệp đó, này hỏi hiểu không đúng rồi đó. Cho nên là đi đọc tiếp là không cố tình và không muốn người nào bị đau khổ đó, rồi lại vì người là không biết hậu quả khó lường như vậy đó, cho nên là cái câu này sư tạm gác lại, không phải sư trách khứ gì vậy nha, nhưng mà mình về sau mình hỏi nó cô động xíu, nó có kiến thức, nó tạm gọi nó kiến thức căn bản xíu.
Tại vì quý vị mà hỏi cái câu này nó sẽ thấy mâu thuẫn với trước đáp với sau, cho nên là tại sao sư nói là ở trên thì nói là có dấu diếm, ở dưới là nó không tác ý. Thì rồi mới hỏi bốn câu ở dưới có thần quả báo không, thọ báo gì. Thì đối với sư sư, sư, sư hai cái đã mâu thuẫn thì bốn câu này nè thì sư không thể trả lời được quý vị. Thì vốn gì cái người mà làm cái chuyện này là họ không hiểu, không hiểu thiện bất thiện rồi. Thì làm sao mà nói tới nhân quả được. Còn cái việc mà chung á, tụ chung cái câu hỏi này thì Đức Hạnh Tuệ trả lời đã rất rõ ràng rồi. Đó. Cho nên là sư xin kết thúc cái câu trả lời này. Tại vì cái câu hỏi nó có vẻ nặng nề quá, cho nên là sư trả lời cho nó có vẻ nó thay đổi không khí, nó vui nhộn một tí xíu ha. Đó, chứ đừng có nghĩ là sư mấy sư là trêu ghẹo rồi chọc ghẹo quý vị, coi thường quý vị nghe tội nghiệp mấy sư. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.